Đây là Duy. Duy là một thủ môn. Đội bóng của Duy đang bị sự ép. Đau quá. Trọng tài thiên vị, kèm theo đó là một quả phạt đền. Duy bực, Duy chửi trọng tài. Không ăn thua, Duy đã quay lưng về phía cầu môn để phản đối quyết định của trọng tài. Duy thật dại dột. Kệ tao. Thì kệ Duy, bóng dễ dàng bay vào khôn. Đối thủ vui mừng. Đội ngữ Duy buồn. Khán giả quay lưng. Bố mẹ từ Duy. Gái cũng bỏ Duy. Duy mất tất cả chỉ vì một phút nóng này. Nhưng rồi Duy chợt nhớ ra trà thảo mộc Dr. Thanh có 9 loại thảo mộc cung đình, thật 100% thiên nhiên, giúp giải nhiệt, hạ hỏa thật nhanh. Ê, mát quá. Duy hết nóng, Duy chụp bóng, Duy sút bóng và bóng bay vào gôn kìa. Vào! Cái gì vậy? Khán giả vui mừng, bố mẹ vui mừng, Duy vui mừng, đồng đội vui mừng, gái ôi, nói đấy cũng vui mừng. Duy để chai nước ở đây và không nói gì